Tô Lâm mải đấu đá nên để quên nhiệm vụ chính trị. Vào ngày 1 tháng 7, hàng loạt các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt ra mắt lực lượng an ninh cơ sở, cánh tay nối dài của Bộ Công an với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa các âm mưu chống phá của thế lực thù địch. Tờ báo Tiền Phong vào ngày 2 tháng 7 đưa tin vụ cháy chung cư làm 56 người chết, xóa tư cách của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân. Bản tin cho biết liên quan đến vụ cháy chung cư mini khiến 56 người bị chết và 37 người bị thương, gây bức xúc lớn trong dư luận. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định kỷ luật xóa tư cách Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái. Đáng chú ý, theo tờ báo Tiền Phong, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, đã nêu vấn đề về phòng cháy chữa cháy, điều mà Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ví như ngành công an để còn rết bò đến tận bây giờ. Cụ thể, Thiếu tướng Tùng cho biết, xảy ra vụ cháy chúng tôi mới lật lại từ năm 2015, nguyên nhân sâu xa từ vấn đề quản lý xây dựng, nguyên nhân do giai đoạn đó để vi phạm xây dựng nhà sai phép thì mới xảy ra hậu quả như thế. Đấy là nguyên nhân sâu xa, còn các giai đoạn tiếp theo thực hiện quản lý xây dựng thế nào, quản lý phòng cháy chữa cháy như thế nào, có thực hiện hay không, để con rết bò đến tận bây giờ. Vẫn theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, nếu đưa lên bàn cân để xử lý hết cán bộ, hết cả chuỗi hệ thống chính quyền, thì ít nhất của phường thời điểm đó chưa nói đến quận, do đó phải có sự đồng thuận từ vấn đề cấp phép, giám sát, nghiệm thu và xử lý triệt để. Phát biểu của tướng Tùng hoàn toàn phù hợp với đánh giá của báo Thanh Niên. Theo đó, vào tháng 3 năm 2024, báo Thanh Niên cho biết Bộ Công an cho rằng vụ cháy chung cư mini này đã điển hình cho sự buông lỏng trong quản lý hoạt động cấp phép và xây dựng. Vẫn theo báo Thanh Niên, ngôi nhà này được cấp phép 6 tầng, nhưng chủ đầu tư Nghiêm Quang Minh đã biến công trình nhà ở 6 tầng thành chung cư mini cao tới 9 tầng, cộng một tầng thượng rồi chia thành 45 căn hộ để bán và cho thuê. Phải đến tháng 9 năm 2023, sau khi chung cư mini này gặp hỏa hoạn, làm 56 người chết và 37 người bị thương, khi đó ông Nghiêm Quang Minh mới bị cơ quan công an thành phố Hà Nội khởi tố bắt giam. Cơ quan quản lý điện lực Hà Nội cho biết, hiện nay ở thủ đô có chừng hơn 2.000 chung cư mini đang hoạt động chui. Các chung cư này được các cơ quan chức năng linh động cho nộp phạt để tồn tại, trong đó có lực lượng công an. Đổi lại, các chủ đầu tư chung cư mini này đã lót tay bằng phong bì với số tiền hàng tháng không hề nhỏ. Số tiền đó đã chảy về đâu và vào túi ai thì ai cũng biết. Nhưng các chủ chung cư mini phạm tội cơi nới sai giấy phép, biến nhà ở riêng lẻ thành chung cư mini, kinh doanh mà không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, còn ngành công an quản lý công tác phòng cháy chữa cháy ra sao, chưa thấy xử lý. Tại phiên họp Quốc hội khóa 14 vào ngày 17 tháng 1, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang khi đó đã đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rằng, lực lượng đông như thế, giờ lại thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ để nắm tình hình, xử lý tình hình hay sao? Đây là một trong những lý do vì sao vào tháng 11 năm 2020, dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở do Bộ Công an đề xuất không được Quốc hội thông qua. Tục ngữ Việt Nam có câu, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng, nhằm phê phán những kẻ bao đồng, chỉ lo chuyện người khác mà bỏ bê vô trách nhiệm với nhiệm vụ chính của bản thân cần phải làm. Công luận đặt câu hỏi là tại sao nhiệm vụ chính của ngành công an là đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của người dân. Nhưng ông Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, không quan tâm mà chỉ lo bành trướng quyền lực để đấu đá làm gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Đại mải đấu đá để quên nhiệm vụ chính trị. Sử kín tỷ phú Trịnh Văn Quyết và màn giải cứu ngoạn mục cho Đinh Tiến Dũng. Vào ngày 28 tháng 10 năm 2023, tỷ phú Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FEC, đã bị Bộ Công an khởi tố bắt giam với hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tới hơn 3.600 tỷ đồng bằng chiêu tăng vốn điều lệ khống của công ty xây dựng Pharos, một công ty con của tập đoàn FEC. Đài BBC Việt ngữ vào ngày 1 tháng 7 cũng đưa tin tòa xử kín vụ ông Trịnh Văn Quyết triệu tập gần 100.000 nhà đầu tư. Bản tin cho biết ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FEC và 49 bị can dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 22 tháng 7 với cáo buộc thao túng 5 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Phiên xử sơ thẩm sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân Hà Nội
dự kiến sẽ kéo dài nhiều ngày với 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu mã ROS trong lần bán ra đầu tiên và hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này, được triệu tập trong vai trò người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Gần 100 luật sư đã đăng ký bảo chữa cho các bị cáo, riêng ông Quyết có 4 luật sư bảo chữa. Đáng chú ý, trong số 7 người khác cùng tội danh ông Quyết, có 6 người là anh em, ruột và người trong gia đình của ông. Vẫn theo đài BBC, báo cáo cho thấy, để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, ông Quyết cùng em ruột là Trịnh Thị Minh Huế và ông Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc tập đoàn FEC, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Pharos, là người đã bỏ trốn, nâng khống vốn của công ty FEC Pharos từ 1,5 tỷ đồng lên tới 4.300 tỷ đồng. Từ đấy, ông Quyết bán ra 391 triệu cổ phiếu, hình thành từ vốn góp nâng khống cho hơn 30.400 nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng. Dư luận xã hội từ lâu đã nghi ngờ về thế lực đứng sau, tạo điều kiện cho tỷ phú Trịnh Văn Quyết kinh doanh và giàu lên nhanh chóng, đồng thời cũng nghi ngờ tại sao trong hoạt động mua bán chứng khoán, ông Quyết có biểu hiện sai phạm, liên tục có hệ thống trong việc thao túng giá cổ phiếu để mà trục lợi mà đã không bị xử lý hoặc chỉ bị xử lý nhưng rất nhẹ. Ví dụ cuối năm 2017, ông Quyết đã bán chui 57 triệu cổ phiếu, thu về không dưới 400 tỷ đồng mà chỉ bị phạt vẹn vẹn có 65 triệu đồng. Nhưng câu hỏi ai là người đã che chắn bảo kê cho Trịnh Văn Quyết lộng hành trong suốt thời gian dài đến như vậy, đến nay vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, sau đại hội đảng lần thứ 13 vào trung tuần tháng 9 năm 2021, truyền thông nhà nước từng đưa tin Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm khuyết điểm. Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh Tiến Dũng bị cáo buộc đã dính líu tới việc thao túng thị trường chứng khoán và tiếp tay cho các tập đoàn tư nhân trong việc phát hành trái phiếu. Cụ thể, đồng chí Đinh Tiến Dũng thiếu lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra kiểm tra với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ sở giao dịch chứng khoán để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành một số văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật. Nhưng Bộ Công an cũng chỉ đề nghị truy tố 4 cựu lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 3 cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì giúp Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhằm đảm bảo việc truy tố. Báo Dân Trí vào 28 tháng 10 năm 2023 cho biết, cựu chủ tịch FEC Trịnh Văn Quyết đã thay đổi lời khai, không nhận tội. Theo đó, sau khi kết luận điều tra của Bộ Công an gửi sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để ban hành cáo trạng truy tố, thì bất ngờ ông Quyết đã phản cung, không thừa nhận những lời khai trước đó trong hồ sơ vụ án. Theo giới thạo tin, khi đó ông Quyết còn khai ra một danh sách dài những người liên quan, kể cả những người đứng đầu chính phủ, quốc hội, cho đến các bộ, ngành, các tỉnh thành, từ trước đến nay đã nhận hối lộ của ông Quyết. Vào ngày 15 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị xem xét thi hành kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngay sau đó, vào ngày 21 tháng 6, Bộ Chính trị ra thông báo Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng được thôi các chức vụ để nghỉ công tác và nghỉ hưu. Công luận thấy rằng đây là sự phối hợp nhịp nhàng và là màn giải cứu ngoạn mục của ban lãnh đạo đảng với mục đích chạy tội cho ông Đinh Tiến Dũng để ông được hạ cánh an toàn, đồng thời để ông Dũng tránh phải đối mặt với bị cáo Trịnh Văn Quyết tại phiên tòa. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Sử kín tỷ phú Trịnh Văn Quyết và màn giải cứu ngoạn mục cho Đinh Tiến Dũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.